Rồi, hello anh em. Hôm nay clip này là mình khui đồ đá banh nha. Đồ đá banh của 20 anh em đã đăng ký về nhà Minh Baker, đồ đá banh team Minh Baker ha anh em ha. Rồi sẵn mình giới thiệu mấy mẫu xe bên mình có luôn ha. CBR 150 2022 Odo 1000 cây đó. 65 triệu GSX 2021 ABS luôn nha anh em. GSX 2021 này rất là hiếm nha anh em. Con này rất là hiếm. 2021 ABS. Đó, quay cái dòng ABS cho anh em coi. Con này là 6000 cây, xe không có chạy xước gì đâu nha anh em, xe rất là đẹp kẹt. CBR 650R. Đó. 2020 xe rất là mới, vỏ nè. Đó, con này có bộ độ rồi luôn. Lấy mạnh chìa khóa nổ tiếng bô nè. Ninja 400 100 triệu nha anh em, biển số 85 Phan Rang, ai ở Phan Rang mua ngon, bao rút hồ sơ. Con CBR 500 này hình như khách đang đứng ngoài trước á, em quay khách ngoài trước, hình như khách ngoài trước đang chuẩn bị lấy rồi nên không quay được. Hai chìa đầy đủ luôn nha anh em. Con này rất là đẹp, con này mình có clip trước mình có quay rồi nhưng mà thôi quay lại cho anh em nghe. Bộ độ đã luôn, đầy đủ luôn. Con này 500R hình như khách ngồi trước lấy anh em. Còn con này khách đặt rồi. Vết chính này mình chưa rửa xong, mình quay cho anh em. Vết chính này mình bán 176 triệu nha anh em. 2017 nha anh em. Xe cộp luôn nha. Rồi, ok anh em, giờ đập thùng đồ đá banh. Ồ, bi đâu rồi? Rồi, đồ đá banh của 20 anh em. Đột má cắt mà rách một cái rồi chết rồi. Anh em tới 20 anh em nhà Minh Baker. R15 này hình như khách đặt luôn rồi nè. Khách đặt anh hồi sáng á. R15 2022 á anh em. Đẹp không? Nhà mình là xe lướt không? 20 bộ sao nhìn nó ít vậy bi? Đồ sao biết tên ai ta, có số đúng không? Số 21 mà của em à. Đâu mặt đây, mặt đây, vô mặt rồi ra liền. Rồi tới anh, anh là số cái này, số 17 của ông nào đây? Em số mấy? Hưng số 11 của ai nè? Đâu mình khui thử một bộ nha anh em. Xin phép anh em mình khui trước một bộ nha. Số 11 của ông nào? Khui trước một bộ ra. Linh xe ôm. Số 11. Có anh là số 9 á. Có anh số 9 đúng không? Có em số 10. Để khui bộ số 10 của em ra nha. Số 10 nè đúng không? Số 10. Số 10 Hưng cu nhỏ. Ồ, Vĩnh Hưng ơi đúng không? Đúng rồi. Vĩnh Hưng số 10. Đây là áo của MU mà anh em mình chế lại thành áo logo MotoGP. Ở đây là cái tem áo MU, ở đây là team View. Mình chế lại thành team Minh Baker. Đó. Đâu qua anh quay, bi hả, đẹp không? Đột mắt ớn, mặt đẹp. Mà ưu chế, anh em. Mà ưu chế, đây là cái nè. Thay vì cái chỗ này là cái logo của MU á, mình chế lại thành logo của xe MotoGP. Team View thành team Minh Baker. Má nó ra Minh Baker là chết mẹ luôn á. Minh Baker đàng hoàng. Rồi quay lại thôi. Rồi bi, này bi số 21. 21 là đĩa nhỏ. Ai ra quay số đề là biết nha. Ở đây là chữ anh em Minh Baker. Rồi, đĩ bi, gọi đó là đĩ bi. Hơi thô thục, đây là logo ngoại hạng Anh. Này là ngoại hạng em anh em.
đâu mình tìm cái áo mình nè. Nè Tô Vĩnh Hưng nè, đó. Áo này này Tô Vĩnh Hưng, đó, quần bự. Số 9. Số 12 của ông nào nha? Này mình không khui cho anh em qua khui cho mới nha. Số 7 của ai vậy? Thái. Số 7 của Thái Dubai. Anh chị chờ em xíu em quay xong cái clip này cái nha. 20 của ai? Số 87 nữa ông nào, số 87 nữa. Này số 6 hay số 9? Số 6 rồi. Đâu có ai số 6 đâu, như số 9 của anh á. Số 9 này của anh á. Để mình vô mình thay nha. Ở đây em quay xe cho anh em coi để anh thay đồ cái. Đẹp mà. Rồi, chuẩn bị đá banh luôn. Tính là anh em mà mình đủ thể thao luôn ha. Hôm bữa mình có đặt mấy anh em mà đăng ký đặt là mấy anh em đăng ký hết rồi nha. Cái này gì? Cái này là gì đây? Đồ. Đi đá giải. Đi đá giải được chưa anh em? Đó, đây là cái bộ đồ đá banh của mấy anh em mình tự chế từ áo MU. Anh em mình tự chế từ áo MU nha. Rồi anh em nào mà đặt ra đồ banh hôm bữa thì ghé lấy nha anh em, 20 anh em rồi đặt xong nha anh em. Đồ này nhìn chất lượng phết đó anh em. Rồi để riêng góc nha, anh em nào qua lấy thì lựa số nha anh em. Bữa anh em đặt đó, hình như có Lê Nhật Nam đồ. Ê kêu một tiếng xuống ha Bi ơi. Ngủ hả? Rồi để đây, anh em nào đặt đồ đó banh qua lấy nha. Rồi ok. Quay vòng thứ đẹp không? Đó. Màu này đẹp á anh em. Cái giải này là giải tốt nè. Anh em thấy không? Cái giải này thấm hút mồ hôi nè anh em. Nó có lưới hút mồ hôi á. Đó mình đặt là để đi đá luôn. Quần trắng này sẽ hơi dơ nha anh em. Anh em đá banh thì sẽ hơi dơ nhưng mà kệ đi, đồ đá banh mà. Đó nhìn này mặc lịch sự, mang đôi giày vô nữa. Mang đôi giày vô là quay vòng nữa như mấy cầu thủ ngoại hạng. Rồi để bữa nào mình đi đá banh mình sẽ quay lại cái clip cho anh em xem nha. Thì 20 anh em nó tha hồ cho đá. Mình đi đá banh mình sẽ quay lại cái clip cho anh em coi. Thể dục thể thao. Này là cũng mấy anh em mà chơi xe bên mình, mua xe bên mình rồi vòng mấy anh em cũng mua xe chỗ khác rồi chơi chung rồi á. Đặt 20 anh em, bữa mình có đăng lên rồi. Có những anh em mà đặt sau là nó qua lượt rồi. Chắc phải chờ mẫu áo sau thì mình sẽ đặt là áo thun thôi, áo thun bình thường để mặc ở nhà thôi. Còn cái này mình đặt đồ đá banh để cho mấy anh em chơi xe gần đây người ta có đi đá banh đồ giải trí rồi chạy cho đổ mồ hôi được thôi. Đổ mồ hôi đánh lộn thiệt, giỡn, đổ mồ hôi thôi nha anh em, chứ không có lộn nha anh em. Rồi. Đẹp á. Cái màu này đẹp mà. Chứ anh thấy đặt mấy màu kia nhìn thường quá. Chị màu đỏ này nhìn cho sạch sẽ, có gì Tết kẹt Bi mặc đi là đi ăn Tết luôn. Ý là nhìn cho nó sáng sủa á. Rồi ok thôi nha anh em, bây giờ mình tiếp khách mua xe. Mình quay xong clip rồi đó, những anh em đã đặt áo thì ghé lấy áo nha anh em. Còn anh em mua xe thì cứ liên hệ lấy số điện thoại mình, địa chỉ nhà mình có hết trên mạng nha anh em. Anh em chỉ gõ Minh Baker là có địa chỉ mình hết nha. Mình buôn bán biết bao nhiêu năm nay rồi cho nên địa chỉ có đầy đủ, còn xe là test hết rồi. Bao bảo hành bảo dưỡng cho anh em hết chạy. Rồi ok anh em ha, nhanh gọn lẹ.